Tơ phim có doanh thu cao nhất năm, Trường Tương Tư chỉ đứng thứ ba. Trường Tương Tư không phải bộ phim có doanh thu cao nhất 2023. Mà đây nền tảng sản xuất và phát sóng phim Tencent đã chính thức thông báo những bộ phim có doanh thu cao nhất từ ngày 24 tháng 10 năm 2022 đến ngày 24 tháng 10 2023. Nhiều người bất ngờ khi Trường Tương Tư thành công như vậy, nhưng chỉ xếp thứ ba. Theo đó top 1, top 2 lần lượt những bộ phim hoạt hình. Đấu là đại lục, đấu phá thương khung niên nhiên. Nhiều người cho rằng những bộ phim này tuy tốn kha khá chi phí nằm kỹ xảo nhưng vẫn thấp hơn tiền cá xê của các diễn viên đỉnh đám. Chưa kể sau khi phim phát sóng còn có thể bán được các sản phẩm có liên quan đến nhân vật được yêu thích. Trường Tương Tư đứng ở vị trí thứ ba. Được biết hè này phim của Dương Tử gần như thống trị mọi trang mạng xã hội. Họ để nỗi đài truyền hình Trung ương cũng phải công nhận. Điều này không chỉ giúp Dương Tử giữ vững vị trí tốt đầu Hoa 90 mà còn khiến đàn kiện thử Đặng Vi nâng cao danh tiếng. Ngoài ra một số bộ phim cũng được nhắc tới như định luật tình yêu 80 trên 20 của Dương Mịch Hứa Khải, chuyện tốt thành đôi của Huỳnh Hiểu Minh, tinh hạt sản nạn từng làm mưa làm gió hè năm ngoài đứng ở top 11. Điều này khiến nhiều người bất ngờ về giá trị thương mại phim không cao như mong đợi.